Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 14 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2024, tối ngày 25 tháng 4 tại Trung tâm Triển lãm Hội chợ Quảng cáo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan khai mạc triển lãm Thanh Hóa 70 năm với chiến thắng Điện Biên Phủ. Tới dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong tỉnh. Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã tiến hành trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của quân đội Pháp, làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng Điện Biên Phủ đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại, tạo nên trang sử vàng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Triển lãm trưng bày giới thiệu gần 300 ảnh tài liệu, hiện vật lịch sử, phim tài liệu và hơn 300 ấn phẩm sách chiến dịch Điện Biên Phủ, Thanh Hóa với chiến thắng Điện Biên Phủ, được thể hiện qua 3 phần gồm: phần 1, Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử; phần 2, Thanh Hóa với chiến dịch Điện Biên Phủ; phần 3, âm vang Điện Biên. Đặc biệt, triển lãm lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng Thanh Hóa phiên bản bức tranh panorama toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Tác phẩm tái hiện một cách chân thực và sống động các giai đoạn của chiến dịch Điện Biên Phủ, mang lại nhiều cảm xúc cho người xem. Triển lãm góp phần tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và thế giới, khẳng định sự đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa với vai trò là hậu phương lớn của chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ ông cha đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, khơi dậy khát vọng cống hiến xây dựng quê hương đất nước phát triển giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 9 tháng 5 năm 2024. Bức tranh panorama được xây dựng tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Bức tranh tái hiện toàn bộ giúp người xem cảm nhận sâu sắc hơn về chiến dịch Điện Biên Phủ, là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc cho các thế hệ, là điểm đến không thể bỏ qua đối với mỗi du khách khi đến với tỉnh Điện Biên. Bức tranh panorama tái hiện một cách sinh động toàn cảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Bức tranh khắc họa chân dung của hơn 4.500 nhân vật giữa khung cảnh núi rừng Tây Bắc hùng vĩ và chiến trường Điện Biên khốc liệt. Tất cả các hình ảnh và sự kiện được sâu chuỗi, kết nối liền mạch theo diễn biến của chiến dịch, khắc họa rõ nét 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt của quân và dân ta để làm nên chiến thắng chấn động địa cầu. Từ ban giám đốc cho đến tập thể viên chức lãnh đạo của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi cũng luôn luôn là nỗ lực phát huy cái giá trị của bức tranh cũng như là làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, giữ gìn để cái bức tranh này có thể lan tỏa cái giá trị đặc biệt của nó tới đông đảo công chúng đến tham quan mảnh đất Điện Biên Phủ cũng như là tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đã lùi xa 70 năm, nhưng thông qua bức tranh panorama, du khách vẫn hình dung và cảm nhận được phần nào về cuộc chiến đấu đầy gian khổ nhưng cũng rất hào hùng của cha ông. Đây là kho dữ liệu quý giá, lưu giữ lại những hình ảnh chân thực sống động về chiến dịch lịch sử năm 1954 và góp phần bảo tồn, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 25 tháng 4, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiệm vụ tổ chức lễ tiếp nhận an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào mùa khô 2023-2024. Tham dự hội nghị có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động Thương binh Xã hội, các sở ngành liên quan và hai huyện Quan Sơn, Bá Thước. Theo kế hoạch, Thanh Hóa dự kiến sẽ tiếp nhận 15 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, được quy tập trong mùa khô 2023-2024. Để đảm bảo tốt việc tiếp nhận, di chuyển, bàn giao, truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo đã phân công rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện từng nội dung công việc cho các cơ quan, đơn vị liên quan. Theo đó, từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5, đoàn Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa sẽ sang làm việc với Ban công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn để ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ do đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa quy tập trong mùa khô 2023-2024. Đoàn công tác sẽ phối hợp với các ngành chức năng nước bạn Lào lấy mẫu sinh phẩm,
bàn giao tiếp nhận hài cốt liệt sĩ, tổ chức lễ cầu siêu, truy điệu và an táng cho các liệt sĩ tại tỉnh Hủa Phăn và nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, huyện Bà Thước, tỉnh Thanh Hóa. Trong khuôn khổ các hoạt động tại lễ hội đền thờ Lê Văn Hưu năm 2024, huyện Thiệu Hóa tổ chức hội chợ giới thiệu, quảng bá các sản phẩm ô cốp, sản phẩm tiêu biểu đặc trưng của huyện và các địa phương lân cận, các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Trong đó, sản phẩm đúc đồng truyền thống của làng chè, nay là làng Trà Đông, xã Thiệu Trung, là một trong những sản phẩm chủ lực. Năm nay, trong số 80 gian hàng do ban tổ chức bố trí, sẽ có trên 10 gian dành riêng cho các sản phẩm đúc đồng Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa. Đây là cơ hội tốt để các cơ sở sản xuất quảng bá hình ảnh, thương hiệu, tạo sự kết nối lan tỏa cho các sản phẩm của làng nghề. Trải qua hàng trăm năm phát triển, các thế hệ nghệ nhân đã bền bỉ giữ lửa cho làng nghề. Hiện nay làng nghề Trà Đông có gần 30 lò đúc lớn, mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng vạn sản phẩm. Mặc dù một số công đoạn sản xuất đã được hỗ trợ bằng máy móc, nhưng các công đoạn quan trọng vẫn do bàn tay người thợ thủ công thực hiện. Đó cũng là yếu tố cốt lõi để các sản phẩm của làng nghề vẫn giữ được nét độc đáo đặc trưng riêng. Ngày xưa các cụ cũng chỉ làm một số các cái hiện vật, nó là đồ dân dụng. Thế đến thời chúng tôi đây thì cũng đã nghiên cứu ra một số các cái tác phẩm mới. Thì tới đây ấy, thì chúng tôi cũng muốn làm một số các cái hiện vật, ví dụ như quà tặng bán cho các khách du lịch đến tham quan, thể hiện được cái đẳng cấp và cái tay nghề và những các cái nghề nghiệp của chúng tôi đi xa hơn. Ngày 6 tháng 4, lễ hội đền thờ Lê Văn Hưu năm 2024 chính thức khai mạc. 80 gian hàng tại hội chợ trưng bày giới thiệu sản phẩm cũng chính thức mở cửa phục vụ nhân dân và du khách đến hết ngày 1 tháng 5, tức hết ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thìn. Với học sinh trung học phổ thông, việc chọn nghề luôn là câu hỏi được quan tâm với rất nhiều trăn trở. Để giúp cho học sinh trung học phổ thông nhận thức đúng đắn sớm về nghề nghiệp, chọn được nghề nghiệp phù hợp với bản thân và nhu cầu của xã hội, các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh đang tăng cường và linh hoạt các hình thức hướng nghiệp cho học sinh. Trong chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, hoạt động tư vấn hướng nghiệp và trải nghiệm đã trở thành nội dung bắt buộc đối với bậc trung học phổ thông. Ngoài sự chủ động của các trường trung học phổ thông, hiện nay với sự tham gia của các doanh nghiệp cũng như trường đại học, hoạt động tư vấn hướng nghiệp đang ngày càng linh hoạt. Tham gia hoạt động của các đơn vị, học sinh được trải nghiệm thực tế công việc theo nhiều ngành nghề, lĩnh vực mà trước đây chỉ dành cho sinh viên sắp ra trường. Trung tâm chúng tôi đã phối hợp với các trường trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức gần 20 buổi tư vấn hướng nghiệp định hướng nghề cho các em. Khi mình chưa tổ chức tư vấn thì các em cũng chưa biết được lựa chọn các ngành nghề và lựa chọn việc làm trong tương lai. Thì qua cái buổi tư vấn này thì chúng tôi đã trao đổi với các em để lựa chọn những con đường ngành nghề trong tương lai các em tốt nhất. Theo các chuyên gia, học sinh được tư vấn hướng nghiệp càng sớm thì nguồn nhân lực về dài hạn càng chất lượng và đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường lao động. Qua hoạt động này, học sinh hiểu được phẩm chất, năng lực cần có của người lao động khi tham gia hoạt động nghề nghiệp. Từ đó đối chiếu với năng lực, phẩm chất của bản thân để tìm ra nghề phù hợp và đề ra các biện pháp học tập rèn luyện giúp cho việc định hướng nghề nghiệp hiệu quả hơn. Cần cù, chịu khó, ham học hỏi, kèm ý chí và khát vọng vươn lên thoát khỏi cái đói, cái nghèo, anh Lò Văn Năm ở bản Giàng, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi trồng rừng, mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Từ 4 con bò giống ban đầu, sau một thời gian chăm sóc, đàn bò của gia đình anh đã phát triển lên 15 con. Để đàn bò có nguồn thức ăn ổn định, anh đã trồng thêm cỏ voi, dự trữ rơm, dạ, đồng thời chú trọng đến công tác phòng trừ dịch bệnh. Ngoài chăn nuôi, anh Năm còn tích cực trồng rừng để phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Hiện nay với gần 4 hectare cây vầu, mỗi năm cho thu nhập từ 100 đến 120 triệu đồng. Những kinh nghiệm, kỹ thuật trong chăm sóc rừng vầu cũng được anh tích cực tuyên truyền cho hội viên nông dân khác học tập làm theo. Trồng các loại cây khác thì không ăn thua. Sau này chúng tôi là mạnh dạn là trồng lại cây bầu thì là thấy gia đình là rất dễ dàng chăm sóc và khai thác thì rất chi là hiệu quả kinh tế cho gia đình, thu nhập cao. Việc xây dựng thành công mô hình chăn nuôi trồng rừng ở xã biên giới Yên Khương của hội viên nông dân Lò Văn Năm đã thể hiện được tinh thần dám nghĩ dám làm, xóa bỏ tập tục níu giữ cái nghèo của người dân vùng cao. Và cũng từ mô hình kinh tế của gia đình anh Năm, những mô hình trồng rừng, chăn nuôi khác đã và đang được các hội viên, nông dân trên địa bàn xã Yên Khương triển khai nhân rộng. Bản tin thời sự 14 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.